Alo mẹ à? Mẹ lại gửi thuốc về cho con à? Ôi, tháng này mẹ gửi cho con tận 3 lừa thuốc rồi. Mà chi phí vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam có rẻ đâu mẹ. Kể cả đắt nữa mẹ cũng gửi. Thuốc lần này tốt lắm đấy, nên phải nhớ uống thường xuyên nghe chưa. Hôm nào mẹ cũng gọi nhắc, nên con mà quên là chết với mẹ đấy. Con cứ kiên trì dùng thuốc này đi. Hàng xóm bên này cưới nhau mấy năm rồi cũng chưa có con, thế mà vừa mới dùng thuốc này cái là có con ngay đấy. Ôi mẹ à, nhưng mà ở nhà còn nhiều thuốc lắm. Mỗi ngày con còn phải uống mấy lần thuốc nữa. Thuốc lại còn khó uống, con ngán đến tận cổ rồi mẹ ạ. Hay là thôi, mình tạm dừng đi, xong rồi theo dõi tình hình xem sao mẹ ạ. Không được, dừng là dừng thế nào? Phải cho mẹ có cháu với chứ. Con cứ nghe mẹ, kiên trì uống là sẽ có em bé thôi. Dạ vâng ạ, vậy thì con sẽ cố gắng ạ. Em ngồi đây. Sao tự nhiên hôm nay em lại đến đây vậy? Chắc là ở nhà chán quá rồi chứ gì. Chứ còn gì nữa, anh suốt ngày cắm đầu vào công việc, có ngó ngàng gì đến em đâu. Em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Cuối năm công ty rất là nhiều việc, anh cũng phải tăng ca để cho kịp. Có thời gian anh vẫn tranh thủ về với em mà. Mang tiếng là về với em mà tranh thủ ăn được 5-10 phút lại đi luôn. Có bao giờ ở lâu được đâu, như thế thà không về còn hơn. Thì như thế cũng là anh đã rất cố gắng để có thời gian bên em rồi còn gì. Anh làm tất cả mọi thứ cũng là vì tương lai của bọn mình. Em trách anh không thấy tội cho anh à? Mẹ lại mới gửi thuốc về đấy. Hình như là có cả thuốc của anh ấy. Thì em cứ uống phần của em đi. Còn của anh hôm nào về anh uống. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ em và anh đâu có vấn đề gì về nội tiết với cả sinh lý đâu chứ. Chẳng qua là mẹ không biết rằng em và anh ít được ở cạnh nhau, vậy nên mới chưa có cháu cho mẹ. À mà này, anh bảo, việc này em phải giữ bí mật nhá. Đừng nói với mẹ là anh phải tăng ca. Bà mà biết đây là lý do chưa có cháu, kiểu gì lại phi từ bên ấy về đây. Phải tuyệt đối giữ bí mật đấy. Nhưng mà anh định bao giờ thì mới có con đấy. Em lấy chồng rồi mà cứ như kiểu là độc thân ý. Suốt ngày thui thủi một mình. Anh mà không về em xách vali về ngoại đấy. Thôi được rồi, tối nay anh sẽ không tăng ca nữa. Anh sẽ về với em. Có thật không đấy? Đừng có đi đâu. Tất nhiên là thật rồi. Ô, hay nhở. Anh đã mời em vào đâu mà em tự nhiên như là ở nhà thế hả? Em cần gì mà anh không cho em vào ấy thì cũng đâu có ai cản được em đâu. Đúng là chiều em quá nên em xin hư đúng không? Nào trình bày đi, đến đây có việc gì? Gì? Đến thăm anh trai của mình mà cũng phải có việc gì à? Tất nhiên là không cần, nhưng mà nếu chỉ đơn giản là em đến thăm anh thôi ấy, thì anh đi đầu xuống đất. Sao, định nhờ vào thị trường của nước đúng không? Thì đúng là như thế, nhưng mà cái chính vẫn là đến thăm anh đấy nhá. Hôm nay em đến là muốn xin anh cho anh Đức nghỉ việc ở chỗ anh một thời gian. Dày ốm thì em sẽ đến bệnh viện để xin. Nhưng mà quan trọng ấy vẫn phải là cái gật đầu của anh cơ. Công ty đang trong giai đoạn nước rút, một vị trí quan trọng như Đức làm sao mà lại vắng được. Hơn nữa đây là một lý do không cấp thiết. Không thể nào vì nể tình Đức là em rể của anh mà đặt cách như vậy được. Anh mà làm như vậy, cả công ty này còn coi anh ra gì nữa chứ. Nhưng mà suốt ngày vì công việc mà anh ấy còn chẳng thèm về nhà ấy. Mẹ chồng em thì suốt ngày gửi thuốc về, rồi gọi điện đốc thúc bắt em uống. Nhưng đâu phải là do công ty đâu. Có tăng ca đi chăng nữa cũng là 9-10 giờ được về rồi mà. Nhưng mà anh Đức là người thăm công tiếc việc, chắc chắn anh ấy sẽ ở lại làm thêm rồi ngủ lại ở công ty. Có hôm em đến kiểm tra nhá, sáng sớm vẫn thấy đang làm việc. Không hiểu là công ty anh nhiều việc đến mức nào mà phải khổ sở như thế. Em có một người chồng chăm chỉ như vậy, lẽ ra em phải cảm thấy tự hào chứ. Cả công ty này ai mà chẳng biết Đức là một người mẫu mực và cực kỳ chăm chỉ. Đức làm như vậy cũng là vì để muốn sau này lo cho cuộc sống của em hay sao?
bây giờ đã không tốt rồi thì tương lai làm sao tốt được. Em không biết đâu, anh mà bắt anh ấy làm nhiều như vậy nữa ấy, thì em từ mặt anh đấy. Ơ này, anh có làm gì đâu. Bây giờ là chồng em tham công tích việc, có phải anh bắt ép đâu. Tất cả em không sinh con được, bây giờ lại đổ hết tội cho anh à. Con bé này hay thật đấy. Em không biết, nhưng mà anh là anh trai của em mà. Thôi được rồi, vậy thì anh sẽ cố gắng đặt cách cho Đức nghỉ một tháng, rồi tìm một công việc online làm tại nhà. Trong thời gian đó ấy, không cần phải đi công tác hay là gặp khách hàng gì nữa, được chưa? Anh nói thật á? Dạ vâng, thật ạ. Cho nên em nhé, đừng bày ra cái vẻ mặt mà như mất sổ gạo này với anh nữa. Anh đã ủng hộ hết mình như vậy rồi, mà hai đứa không cho anh bế cháu là chết với anh đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Trong một tháng đấy, em sẽ giữ gìn anh Đức ở nhà luôn. Cô là ai? Anh Đức có nhà không? Tôi muốn gặp anh ấy. Cô tìm anh Đức có việc gì? Anh ấy có nhà, nhưng mà cô là ai mới được chứ? Phiền cô, vào bảo anh ấy ra gặp tôi. Nếu như anh ấy còn cố thủ trong nhà thì đừng có trách tôi đấy. Được rồi, vậy cô đợi ở đây một chút. Anh đã nói với em là vợ anh đang ở nhà, em còn đến đây làm gì? Em đến công ty, người ta bảo anh nghỉ một tháng rồi. Có chuyện gì đấy? Dương đến công ty xin cho anh nghỉ ở nhà một tháng để làm việc. Trong một tháng này anh đã hứa là sẽ không đi đâu cả. Em đi về đi, anh sẽ gửi tiền cho hai mẹ con sau. Cái gì? Cô ta dám giữ anh một tháng trời cơ á? Thế mẹ con em thì sao? Em bị điên à? Em hét to thế làm gì? Vợ anh nghe thấy thì làm sao? Bình thường trước em vẫn tự tìm thú vui cho riêng mình còn gì. Bây giờ đi mua sắm, đi bar đi, thế có phải vui hơn à? Anh bị làm sao đấy? Bây giờ em đang có bầu, làm sao được như trước nữa? Với lại em chỉ cần có anh bên cạnh cho phép em thôi. Anh nhắc nhở em, trong thời gian này anh đang bị cấm túc ở nhà, em mà còn đến tìm anh như hôm nay nữa là anh không đến với em nữa đâu. Cái gì? Anh dám thách thức em á? Trước đây ai nói là sẽ bên cạnh em, có dành thời gian chăm sóc mẹ con em cơ mà. Bây giờ anh nuốt lời trắng trợn như thế. Như thế anh có xứng đáng làm bố của con em không? Anh cảnh cáo em, đừng có nhắc đến cái chuyện cái thai ở đây. Nếu mà không may để vợ anh nghe thấy, con em sẽ không có bố nữa đâu. Bây giờ thì đi về đi. Anh giải quyết xong rồi à? Có chuyện gì vậy? À không có gì, vài chuyện lặt vặt ở công ty thôi ấy mà. Mình vào nhà đi em. Cô làm gì vậy? Cô bị điên à? Ờ, tôi bị điên đấy. Tôi điên vì anh bỏ mẹ con tôi theo cô ta. Nếu anh sợ cô ta biết mối quan hệ này thì đường đường chính chính nói cho cô ta biết đi. Cô nói gì cơ? Cô im mồm đi cho tôi. Tôi không im đấy. Tôi mà im lặng thì mẹ con tôi sẽ thiệt. Tại sao tôi sinh con cho anh mà lại thua cái người không làm được cái gì hết chứ? Cô nói gì cơ? Cô có con với chồng tôi. Đúng rồi đấy, tôi có thai với chồng cô đấy. Cái thai này được 5 tháng rồi. Mà cô cũng biết, phụ nữ khi mang thai cần người đàn ông của mình bên cạnh nhất. Mà cô ích kỷ giữ anh ấy cho riêng mình, cô không thấy xấu hổ à? Xấu hổ? Tôi ở bên cạnh chồng tôi thì tại sao tôi phải xấu hổ chứ? Tôi nói cho cô biết, tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy. Chừng nào tôi chưa ký vào giấy ly hôn ý, thì cô đừng hòng chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi. Được rồi, để xem cái tình cảm của cô được bao lâu. Cô thử nghĩ lại mà xem, nếu như anh ấy yêu cô, tình cảm bền chặt như thế thì anh ấy đâu tìm đến tôi. Một người tẻ nhạt như cô thì đương nhiên anh ấy chán rồi. Cô ngậm miệng lại và đi theo tôi. Anh mới đến ạ. Bây giờ kể lại cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện. Mọi chuyện là như thế nào? Kể từ đầu đến cuối, không được để sót bất kỳ một chi tiết nào cả. Vâng, em xin thừa nhận với anh, với vợ, mọi chuyện cô gái nói đều là sự thật. Em đã làm cho cô ta có con và vẫn âm thầm đến nhà cô ta.
Em không phủ nhận việc này. Tại sao? Tại sao anh lại có thể làm những chuyện như vậy? Anh bỏ vợ con của mình ở nhà ngủ một mình, rồi lại đi làm người khác có bầu. Anh thử nói xem, tôi có gì không bằng cô ta chứ? Anh nói đi. Dương, em cứ bình tĩnh đã. Vợ, anh xin lỗi. Thật sự anh không cố ý làm ra chuyện này. Chỉ là trong một vài phút lơ đãng, anh đã bị cô ta mê hoặc. Nhưng mà anh xin thề, anh chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội em. Như vậy mà anh còn nói là chưa phản bội à? Vậy anh phải đợi đến khi cô ta sinh con, rồi dắt anh về bên đó kết hôn với cô ta, đến lúc đấy mới gọi là phản bội à? Anh nói thật với em, anh gặp cô ta ở trong quán bar, nhìn cô ta lả lơi như vậy, anh nghĩ rằng chưa chắc đứa bé đã là con của anh. Anh nghĩ có khi cô ta muốn bắt anh đổ vỏ. Đợi đến khi đứa trẻ ra đời, anh sẽ đem nó đi làm xét nghiệm. Anh sẽ... Tôi không ngờ anh lại hèn hạ như vậy. Những lời như thế mà anh cũng nói ra được à? Anh sống ra dáng đàn ông một chút đi. Dương, bây giờ em vào trong nhà nghỉ ngơi trước đi, để anh nói chuyện với Đức. Em không vào. Em sẽ ngồi ở đây xem anh ta còn nói ra những gì tồi tệ nữa. Dương, bình tĩnh lại đi, nghe anh, vào nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ em ngồi ở đây càng làm cho mọi chuyện rối tung lên mà thôi. Đợi khi nào em bình tĩnh đã rồi mới nói chuyện sau. Đã là một thằng đàn ông có gan làm thì phải có gan chịu. Cậu là một người thông minh nên anh tin rằng cậu sẽ xử lý chuyện này một cách ổn thỏa và đừng khiến cho anh phải thất vọng thêm nữa. Cậu hiểu ý của anh phải không? Dạ vâng. Anh không cần phải lo lắng, em sẽ giải quyết mọi thứ một cách ổn thỏa nhất. Cô hẹn tôi ra đây, anh Đức có biết không? Đương nhiên là không rồi. Anh ấy nói với tôi là để anh ấy tự giải quyết. Nhưng mà tôi không yên tâm, vậy nên hôm nay tôi hẹn cô ra đây trước. Cô nói đi, cô muốn gì thì mới buông tha cho gia đình chúng tôi. Gia đình? Hình như cô hơi nhầm lẫn về định nghĩa gia đình thì phải. Gia đình là phải có bố, có mẹ, có con, và tất cả phải tự nguyện ở bên nhau. Bây giờ cô đơn phương độc mã đến đây, đòi gia đình tôi phải xa nhau, cô không thấy buồn cười à? Cô... Tôi muốn cô buông tha cho anh Đức, để anh ấy đường đường chính chính đến với tôi và con của tôi. Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, được pháp luật công nhận. Còn cô ấy cũng chỉ là loại tiểu tam thôi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị ra rìa. Hợp pháp trên giấy tờ thì đúng đấy, nhưng còn trong lòng anh ấy thì chưa chắc đâu. Bây giờ nếu cô muốn so sánh ai là tiểu tam, ai là chính thất, thì tôi thấy cô mới chính là người thứ ba đấy. Cô cần bao nhiêu tiền? Nói đi. Cô đừng vội nói với tôi là cô không cần tiền nhá. Tôi biết thừa, loại người như cô ấy đến với anh Đức cũng chỉ vì vị trí của anh ấy. Nhưng mà cô nên nhớ này, vị trí của anh Đức ngày hôm nay là do anh trai của tôi cho. Thế nên chuyện anh ấy rời xa tôi, điều đó là không thể, cô hiểu chứ? Hóa ra anh ấy nói cô nhàm chán là vì lý do này à? Cô thật sự thiếu tự tin đến mức phải lôi quyền chức ra để dọa nạt anh ấy à? Vậy thì tôi cũng nói cho cô biết, công ty nhà cô được như ngày hôm nay, ai dám phủ nhận công lao của anh ấy? Anh ấy tài giỏi như vậy, không làm ở công ty cô thì cũng không thiếu chỗ để phát triển đâu. Xem ra là tôi đến đây nói chuyện xử lý mồm với cô là không hợp lý rồi. Vậy được rồi, tôi sẽ để chồng tôi đến gặp cô trực tiếp và xử lý. Như vậy chắc là tốt hơn. Cô nên nhớ, tôi rất hiểu tính của anh ấy. Khi mà bị dồn vào đường cùng rồi ấy, thì việc gì anh ấy cũng dám làm đấy. Chúc cô may mắn. Xét về phương diện hiểu anh ấy thì chưa chắc cô bằng tôi đâu. Có bao giờ cô tự hỏi là những ngày anh ấy vắng nhà và nói là ở công ty, thật ra là đi đâu không? Những ngày đó anh ấy tới bên tôi, ôm mẹ con tôi vào lòng đi ngủ đấy. Cô... Cô đi cướp chồng người khác mà cô hãnh diện như thế à? Tôi hãnh diện đấy thì sao nào? Còn hơn cái loại đàn bà như cô
chồng chán tận cổ rồi mà còn không buông tha, không sinh được con cho anh ấy thì không biết tự đường rút lui đi à? Cô nói gì vậy? Cô im mồm được chưa? Sao? Chị đánh tôi sao? Tôi tách chị đây! Cái loại đàn bà ngu dốt bị chồng cắm sừng mà không biết! Chị ơi! Em xin chị! Con em không có tội, chị đừng làm hại gì nó nhá! Em xin chị đây! Em có sao không hả Lan? Anh ơi, em sợ quá. Chị ta định giết con của mình đấy. Anh bảo vệ con của mình đi. Dương, em có tình người không vậy? Đến một đứa trẻ chưa chào đời, em cũng muốn hãm hại như vậy. Em muốn anh sống với em kiểu gì? Anh Đức, anh vừa mới đến, anh chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Tại sao anh lại mắng em như vậy? Anh có biết thời gian qua anh bị con hồ ly này dắt mũi rồi không? Chính mắt anh đã trông thấy em ra tay với cô ấy. Và ở nhà trong cơn giận, em đã nói là em sẽ không bỏ qua cho mẹ con họ. Anh nói cho em biết, từ giờ đừng có đến làm phiền gia đình của anh nữa. Không là anh không bỏ qua đâu. Hóa ra đây là quyết định cuối cùng của anh à? Được rồi, em đồng ý với quyết định của anh. Toàn à? Trong lúc anh đang họp có một cô gái gặp anh đấy. Ai vậy? Em cũng không biết nữa, em bảo cô ta đợi ở trong phòng anh. Sao, tìm tôi có việc gì không? Chào anh, tôi là Lan, bạn gái của anh Thức, em rể của anh và cũng là tình địch của em gái anh đấy. Tôi muốn cho anh xem cái này. Đây là đoạn clip tôi nhờ quán cà phê trích xuất camera. Anh có nhận ra ai không? Chẳng phải là em gái của anh hay sao? Hôm đấy cô ấy đã hành hung tôi, hất nước vào mặt tôi. Tôi nghĩ anh là một chủ tịch, chắc là cũng biết ít nhiều về luật đúng không? Vậy anh cho tôi hỏi xem, hành hung người đang mang thai thì sẽ chịu mức hình phạt như nào nào? Ở trong cái đoạn clip này không có âm thanh mà chỉ có hình ảnh thôi. Ai mà biết được là trong cái lúc đấy cô đã nói gì với em gái tôi để cho em gái tôi kích động như vậy. Ok thôi, có thể là gửi lên công an, cùng lắm ấy phạt hành chính một chút tiền, vậy là xong. Thế cô còn gì khác để đe dọa tôi không? Tại sao chỉ phạt hành chính thôi chứ? Hay là anh cùng tôi cá cược đi, xem cô ta sẽ phải chịu như nào? Được thôi, tôi cũng đang định là dùng thử đến pháp luật xem sao. Hình như là cái tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ở trong luật hôn nhân ấy cũng không hề rẻ đâu. Sao, cô muốn cá cược với tôi không? Anh dám sao? Tại sao lại không dám nhở? Mà thôi, không dài dòng nữa. Nói đi, cô bày ra tất cả những cái trò mèo này rồi mang đến tận đây là nhằm mục đích gì? Mặc dù là cái clip vớ vẩn kia không uy hiếp được tôi đâu, nhưng mà tôi vẫn muốn biết là cô muốn đổi trác gì từ vụ này. Tôi muốn anh khuyên em gái mình buông tha cho anh Đức đi, để anh ấy còn đường hoàng đến với tôi và con của tôi nữa. Thế sao cô không tự hỏi rằng tại sao Đức vẫn dây dưa với em gái tôi mà không chịu về bên cô à? Đáng lẽ ra nhá, nếu như mà nó muốn ấy thì sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, nó phải lập tức đồng ý ly hôn ngay rồi về với cô chứ. Không phải là vì anh hay sao? Nếu như anh không uy hiếp anh ấy là anh ấy sẽ mất chức phó giám đốc, thì anh nghĩ anh ấy còn luyến tiếc gì với cô ta hay sao? Vậy là cô chưa biết về tôi rồi. Tôi không bao giờ mang chuyện tình cảm cá nhân xem vào công việc cả.
sẽ không bao giờ có chuyện cậu Đức ly hôn với em gái tôi, là cậu ấy sẽ mất chức và bị sa thải. Không bao giờ có chuyện đó. Thật sao? Cô còn dám vác mặt đến đây để gặp anh trai tôi à? Sao loại người như cô, việc gì cũng có thể làm vậy? Nếu cô buông tha cho anh Đức thì tôi không tới nước này. Chẳng lẽ muốn có được tình yêu và muốn con mình có bố là sai hay sao? Cô cầm lấy cái này, đưa cho anh ta và nói với anh ta rằng đã đi ý, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại. Cuối cùng thì cô cũng chịu ly hôn rồi. Cô đã đạt được mục đích của mình rồi ý, thì mau biến khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy cô và tên đàn ông tồi đấy nữa. Tôi đạt được mục đích rồi thì không rảnh đến tìm cô đâu. Tạm biệt và hẹn không gặp lại nhé. Đi đâu cả ngày sao về vui thế? Anh đoán xem em mang gì về cho anh. Này, từ giờ anh được giải thoát rồi nhá. Chúc mừng anh. Cái gì thế này? Sao lại là đơn ly hôn? Thì đúng mà. Hôm nay em có đến gặp anh trai của cô ta để yêu cầu ly hôn. Ai ngờ cô ta đã chuẩn bị sẵn giấy ly hôn và ký rồi. Em biết mọi chuyện đơn giản như vậy thì đã không phải tốn công. Ai cho phép cô đến đấy đòi ly hôn hả? Sao không thể ly hôn chứ? Chủ tịch Toàn cũng đã nói là sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến vị trí của anh. Vậy thì anh còn luyến tiếc cô ta làm gì nữa? Cô bị ngu à? Tôi cống hiến cả đời cho cái công ty ấy, chẳng lẽ cô muốn tôi mãi dậm chân ở cái vị trí phó giám đốc hay sao? Chỉ cần tôi không ly hôn thì quyền thừa kế cái công ty ấy sẽ thuộc về tôi, cô hiểu chưa? Cô đúng là cái thứ đầu óc ngu si mà. Ai bảo cô đến đây làm chuyện đó? Ai sai khiến cô? Thì em nghĩ đây là chuyện chúng ta muốn nên... Đúng là cái thứ ngu ngốc. Vẫn là cái chỗ ô uế bẩn thỉu kia mới xứng đáng với cô. Anh nói cái gì đấy? Tôi nói sai à? Đừng nghĩ là tôi ly hôn với cô ta thì tôi sẽ cưới cô, vì tôi không phải một thằng ngu. Không thằng nào lại đi cưới một thứ con gái lẳng lơ như cô về làm vợ cả. Đáng nhẽ ra tôi phải nhận ra cái bộ mặt khốn nạn của anh ngay từ đầu mới đúng. Cút! Cút ngay khỏi nhà tôi nhanh lên! Cô không phải đuổi, ông đấy cũng không thèm. Anh, em xin lỗi, em biết em sai rồi. Lần sau em không như thế này nữa. Anh đừng bỏ rơi mẹ con em nhá. Em xin anh đấy. Sao cô bám dai như đỉa vậy à? Tôi đã nói rồi là đừng đến tìm tôi nữa. Tôi chưa bao giờ có ý định cưới cô, cũng như là làm bố của con cô. Mà chắc gì đã là con của tôi, biết đâu lại là sản phẩm của một thằng nào đấy, rồi bắt tôi đổ vỏ. Anh nói cái gì đấy? Nó là con của anh cơ mà. Tại sao anh lại phủ sạch trách nhiệm như thế? Kể cả nó có là con của tôi cũng không nhận. Ai bảo cô dễ dãi trao thân cho người khác như thế? Nó chỉ là con của mình cô thôi. Từ giờ đừng đến tìm tôi nữa. Đồ đàn ông tồi! Tôi đã xuống nước van xin anh như thế mà anh vẫn vô tình. Anh có còn là con người không? Anh đừng chết đi! Biến đi! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu con tôi với! Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu? Cô Lan, cô phải bình tĩnh lại. Con tôi đâu? Con tôi... Cô bình tĩnh lại. Cô hại con tôi đúng không? Có phải không? Cô nói đi! Cô bình tĩnh lại, không phải như vậy. Tôi không làm gì cô cả.
Chỉ là tôi đi ngang qua thấy cô như vậy nên đưa cô vào đây thôi. Thế con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Ai mang nó đi rồi đúng không? Cô bình tĩnh lại. Nó đã mất rồi. Tại vì cô mất nhiều máu quá, trong lúc nguy cấp bác sĩ đã chọn bỏ nó để cứu lấy cô. Ai cho phép bỏ nó chứ? Không, trả lại con cho tôi. Được rồi, bình tĩnh lại. Tại sao tôi làm bao nhiêu việc xấu với cô mà đến cuối cùng người ở bên cạnh tôi cũng chỉ có mình cô thôi? Vì tôi là con người, mà con người thì không thể để yên khi thấy người khác bị chịu tổn thương mà không giúp đỡ. Tôi biết tất cả những việc trước đây cô làm cũng chỉ vì cô mong giành được hạnh phúc về phía mình. Chỉ là điều cô làm là chưa đúng thôi. Chắc là con tôi thấy mẹ nó xấu xa, tội lỗi quá nên không chịu được mới rời xa tôi. Đây chắc là cái nghiệp mà tôi gieo ra thì tôi phải tự chịu lấy thôi. Không phải như vậy đâu. Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả. Có lẽ ông trời đưa nó đi là vì muốn cô có thể sống tốt hơn và tìm một người cha tốt hơn cho con của mình. Cô vẫn còn trẻ, hãy cố gắng lên và sống thật tốt. Cơ hội sẽ không thiếu cho những người biết quay đầu đâu. Cảm ơn cô. Cũng xin lỗi cô vì tất cả những gì tôi đã làm cho cô. Trong chuyện này, hai chúng ta đều là nạn nhân. Tôi và cô đều sai ở chỗ là đã chọn sai một tên khốn kiếp để trao tình yêu. Nhưng mà sau chuyện này, tôi sẽ mạnh mẽ và vượt qua. Vậy nên tôi hy vọng cô Lan cũng sẽ như vậy nhé.